Kích ra đường Thanh Bình nhá. Ôi sao không để ông khác bảo nó bảo từ đây anh chủ nhận được. Sao mà nó bảo điện em hôm trước thì không? 400 mét nữa sẽ phải vào Nguyễn Lương Bằng. Đây là bệnh viện phổi Hải Dương. Ra chỗ lấy lúc lấy là cũng là trung tâm thành phố gì đó, phải không? Vâng. Cái chỗ Nguyễn Lương Bằng là trung tâm mà. Đường lúc đấy đường ngoài kia là đường 5 nhỉ? Vâng. Đường này đường chính của Hải Dương thôi. Chính rồi. 400 mét nữa sẽ trái vào Vũng Lù. Hải Dương đã phát triển đường xá to vật vã này. Nhưng mà cũng không phát triển mạnh bằng thằng này. Bằng Linh. Bằng Linh nó bé nhưng mà nó bé chính nó vì đều. Bé nó mới phát triển mạnh được cái đường xá, nhưng mà cái thằng Quảng Linh bây giờ nó phát triển mạnh. Quảng Linh thì nó là một đất nước thu nhỏ rồi, chả có cái thiếu gì cả. Hải cảng, biển, cảng nước sâu, dễ biên trái giới. Cần này tiền thì chia nhau mỗi phần một phải được một ít này. Dân nó đéo cho bán đấy.
thế để ăn gì nó cũng phải chấp nhận. Đó, nhưng Trung Quốc là thành đặc khu thì vẻ Vân Đồn của Trung Quốc là muốt mùa 50 năm nữa đến đéo rồi. Và nó cho chơi Trung Quốc là hai mặt mà. Bắc là nó phát triển khu công nghiệp còn trước Quảng Ninh, à trước Bắc Ninh. Nhưng mà sau nó thấy đất của thằng Hải Dương không mấy được phát triển với thằng Bắc Ninh. Bắc Bắc Ninh với Hải Dương thì rõ ràng thằng Bắc Ninh nó gần hơn, giao thông nó thuận hơn. Nó có đường sông Mỹ Hai là nó gần cửa khẩu, đi lại nó cũng thuận mà sắp danh hào lộ hơn. Lúc đấy là cái đường Nguyễn Đình Dạ đấy, đâm thẳng đây. Thẳng đây. Cái gà đấy đúng chỗ nhà bài. 400 mét nữa, khách xâm phải vào Đồng Liên. Vô là đấy, cái Đồng Liên đấy thôi, không đi qua Đồng Liên. Vô là chính xác. Ba xe cũ Hải Dương này cũng chỗ Bixi này thấy suốt ngày đăng bài. Chắc xăng phải vào Đồng Liên. Phải vào Đồng Liên. Vào gầm cầu. Nhiều khi đi Google là mình phải biết đường đi, mình có đừng có tìm cái điểm xa nhất, mình điểm gần nhất xong mình biết đường này là mình đi theo thì mình chứ mình tìm cái điểm xa nhất chỗ của mình thì nó lại tính đường kiểu khác nữa. Không phải lúc nào cũng chuẩn. Chùa gì đấy? 200 mét nữa sẽ trái vào Việt Hòa. Đồng Liên. Lúc đó mình đi vàng này, vâng, đi vàng này. Vàng lưỡi này, vàng đi ở kia nó ghi là đình chùa Đồng Liên, di tích được xếp hạng. Phố Đồng Liên. Rồi lên bờ đê chỗ đi kênh vàng đi lên đấy. Biết đi tạt đường nó gần nhỉ? Gần mẹ này không có đi sẽ trái vào Việt Hòa, đi đằng kia thì nó xa. Thằng Yên Dũng làm đường đẹp thế, sau đó là bao nhiêu năm giờ trước cái 400 mét nữa sẽ phải vào cầu Đồng. Cái đường đấy là nó lúc nó mở nó làm sửa sửa chục năm nay ấy. À vâng, cái đường cầu Yên Dũng này đi Yên Dũng đi sang Quế Võ này, làm chậm Yên Dũng, à Yên Dũng bên mình làm chậm chứ bên nhưng Bắc Linh nó làm nói nhanh. Nói chung là nó cũng mở được trước, mở cái kiểu như là đầu là mở con đường kiểu như là đất đường đất để cho nó đùa lún thì là nó vào chục năm nay rồi. À, mãi mới làm xong cái cầu rồi. Gần nhau nhỉ, cái nhà có mấy cây kênh vàng Lương Tài vào đây chắc 5 cây không? Lương Tài mình có người nhà đây không biết chỗ nào gì. Cô và bác thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.